Em đừng có quên nha, anh còn giữ một cái bí mật của em đó. Trả này coi, trả tôi. Bây giờ muốn tiền phải không? Muốn tiền thì đưa tiền, đưa tiền xong rồi biết nha. Anh của em đang bị bệnh đó anh, mà tiền chữa bệnh cao quá. Nhưng mà anh bệnh gì? Anh bệnh ung thư gan đó. Nghiêm trọng dữ vậy hả? Gan cuối rồi. Cái điện thoại đâu rồi? Rõ ràng để đây mà. Thi, dạ. Cái điện thoại bác để đây đâu rồi? Có chuyện gì vậy bác? Con cái điện thoại của bác mới nghe xong để đây nè. Chạy lên chạy xuống đâu mất tiêu rồi. Anh gọi thử coi. Tiền khô trái túi có ai hiểu ta. Nhiều khi bỏ đi như kẻ xa lạ. Ngồi dậy đi. Cái gì vậy? Trả điện thoại của bác Tư Anh Quân lại đây đi. Điện thoại gì? Hết chuyện rồi hả? Đi lấy điện thoại của bác Tư Anh Quân vậy? Em xấu hổ muốn chết luôn rồi nè. Nghĩ sao mà anh đi lấy điện thoại của người ta? Ui nè, coi như là em mua lại cái điện thoại đó đi, làm ơn trả lại đi chứ. Trời ơi, cái này là dữ luôn á. Nhưng mà anh thề luôn là không có lấy điện thoại của ai hết. Đây nè, đó, điện thoại nè, đó có một cái thôi nè. Ở đâu vậy? Sao quăng điện thoại ta? Anh mà không hợp tác hả? Là đừng có trách em đó. Hợp tác gì? Anh bị khùng rồi hả? Anh có lấy điện thoại ai đâu? Cái gì vậy? Bộ anh không đợi em có tiền rồi hả? Em đưa cho anh hả? Anh đang đợi có tiền đó. Con nói đi. Trời ơi, lục lão tùm lum cái đồ của người ta. Lụm đồ, lụm vô. Dạ. Trời ơi, không có mà. Đã tìm được điện thoại rồi. Em có cùng anh xuống dưới chào hai bác về không? Đừng để hai bác đợi lâu. Em đi ngủ trước đi. Anh đang đọc sách. Em chỉ muốn giải thích với anh là tại vì ngày hôm đó em uống hơi nhiều, cho nên là... Anh đang cần yên tĩnh để đọc sách. Em nói với anh Mạnh, đi về đi. Đưa 20 triệu cho anh Mạnh giùm anh, rồi bảo anh đi đi. Lần sau cần gì thì nói, đừng có giả bệnh như vậy. Anh không thích người lạ ở trong nhà của anh. Dạ. Bác nhớ lại coi bác có để đâu không?
Tao già, tao lớn chứ tao không có lú. Tao để ở đây nè. Trong nhà này chắc chắn có đứa ăn trộm. Dạ, em đến ngã tư rồi nè. Dạ. Ồ, 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 dạ, 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 em thấy rồi. Dạ, thấy rồi. Khách sạn The Odis phải không chị? Dạ, 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 đúng rồi. Màu xanh xanh, sang sang, đẹp đẹp. Dạ. Dạ. Hả? À, à, dạ, 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 dạ. Cứ theo những gì chúng ta thảo luận nha. À, giờ đói bụng rồi, chắc phải kêu dạng mới được ha. Ủa, Yến? Dạ, chào. Sao em lại ở đây? Dạ, em có đi gặp khách hàng. Bà chị bởi nó bởi ngồi trong kia mà đi ngang qua cái bàn nào mà có ba người đàn ông ngồi. Mà sao, ủa, sao anh ngồi ở đây? Quá tan tại trận nha. Ha, đi làm hả? Dám nói với tôi đi làm hả? Vậy mà ra đây hẹn hò với ba cái thằng già đại gia đây hả? Đi làm hả? Đi làm cái gì? Hả? Nói gì vậy? Anh là ai? Là ai? Ai hả? Ai hả? Anh đi. Hả? Anh làm gì vậy? Tôi quýnh nói chứ làm gì? Anh làm gì tôi? Anh có biết hành hôn phụ nữ nơi công cộng là phạm tội gì không? Phạt là phạt ở người ngoài thôi, nhưng tôi là chồng của nó, tôi có quyền dạy dỗ nó. Đi về, đi về. Anh kia, đi về, đi về. Anh muốn ra hả? Làm gì tôi? Anh cầm đi, cầm em. Cầm đi, cầm tôi nó đi. Nè. Em. Gì vậy? Anh ăn nói đàng hoàng nha. Anh nói cái gì? Gì xăng áo hả? Xăng áo quýnh tôi hả? Trời, tưởng tôi sợ hả? Hả? Em à. Nè. Sao? Anh nói anh là chồng của tôi hả? Đúng. Vậy tôi hỏi anh, tôi tên gì? Tôi bao nhiêu tuổi? Má tôi tên gì? Tên mày tao còn không nhớ lấy gì, tôi nhớ tên má mày. Thấy chưa? Thấy chưa mấy anh? Hả? Anh chỉ gì? Anh chỉ gì? Anh chỉ gì? Nè, anh sấn sổ gì? Anh là ai? À, cái gì? Anh ha, anh giả dạng, anh vô đen đánh tôi, anh kiếm chuyện chứ gì? Tôi nói cho anh biết, nãy giờ camera ghi lại hết hành động của anh rồi. Tôi báo công an bắt anh cho anh biết. Ê, nè, nè. Bớ người ta, có người hành hung tôi nè. Ghi bảo vệ cho tôi. Đừng, đừng. Bớ người ta có người hành hung tôi nè. Đừng. Ghi bảo vệ cho tôi. Đừng nè. Mà. Có chuyện gì vậy hả? Hai người này ngoại tình với nhau nè. À, chào các anh. Em là vợ của anh Quân. Nè, ngoại tình cái gì? Hả? Anh định đánh ghen chồng tôi hả? Tôi khẳng định với anh nha. Chồng của tôi không bao giờ ngoại tình. Nhất là với mấy đứa ô xin quê mùa như người này. Còn anh nữa. Gì? Đi đâu? Đi đâu? Tôi báo công an bắt anh bây giờ. Thì đi. Nhớ à. Quên nha. Cô nhớ nha. Nhớ gì? Nè, Yến à. Nhớ cái gì? Nhớ mặt tôi. Tôi nói cho anh biết, anh là đàn ông mà anh bước vô đây anh đánh phụ nữ. Tôi chưa báo công an bắt anh là anh Mai rồi, anh kêu tôi nhớ gì? Hả? Anh kêu tôi nhớ gì? Nói gì? Hả? Đó của tao hả? Đụng mai cũng được. Đừng có đụng tao đi chứ. Tao có dám đụng, tao có dám đụng gì đâu. Tao dám đụng. Đánh tao hả? Đánh tao hả? Hả? Đánh tao hả? Hả? Nè. Trời. Có bị gì không? Bị gì? Trời mát ở trong sao không vô mà đi ra ngoài này nắng chang chang đứng vậy hả? Đứng phơi nắng nè. Nãy té xuống hồ lạnh quá phải đứng phơi nắng cho nó khô lại. Nè. Xong việc rồi đó. Cầm tiền rồi đi.
Ê khoan, đợi tí xíu đã. Gì nữa? Ê, hình như thiếu con trai. Tôi trừ ra đó, cái tội ngu. Ngu? Nó hỏi tên không biết thì thôi đi, ở đó mà đờ mặt ra. Chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Trời đất ơi, làm sao tôi biết được? Trời, nó thông minh, nó hỏi câu đó sao biết được? Mà bà cũng phải thương tình tôi, bà thấy tôi diễn nhiệt tình ghê không? Bà thấy tôi diễn nhiệt tình ghê không? Lý ra là cái đô của nó là nó xô tôi một cái vậy, tôi đâu có té xuống cái hồ. Nhưng mà mình phải cố tình mình té xuống vậy, hiểu không? Té xuống vậy cho người ta thấy thảm thương, người ta mới thương. Đó, vậy tôi hy sinh quá cho anh chịu nó đi. Thôi đi, làm ăn không chuyên nghiệp gì hết á. Nếu như mà nó hỏi không biết tên nó thì giả cho nó vài bạc tay nữa cho nó sợ. Bà bị điên hả? Giả cho nó mấy bạc tay rồi mấy con trai già đó nhào vô quýnh tôi rớt cái chân mày sao trời? Đúng rồi, trong đó có chồng của bà nữa. Mệt quá. Mệt cái gì? Lần sau đi tôi rút kinh nghiệm, tôi điều tra cái sơ yếu lý lịch kỹ càng rồi bắt đầu tôi hành động được chưa? Cho anh chịu nữa đi. Dẹp. Nói trừ là trừ. Thôi mà, người đẹp. Lần sau làm tốt đi rồi thưởng. Người đẹp. Con này đúng là keo kiệt. Nắng dữ vậy trời ơi thiệt tình á. Thank you.